Tình hình con trẻ quay trở lại trường học trong thời điểm dịch Covid-19 đang có xu hướng bùng phát trở lại, các bậc cha mẹ cần cẩn trọng hơn trong việc theo dõi và đảm bảo sức khỏe cho các em để tránh gia tăng các ca F0 trong cộng đồng. Sau đây là 10 điều cha mẹ cần lưu ý từ một bác sĩ nhi khoa. Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Mạnh Cường đã đưa ra một số lời khuyên cũng như hướng dẫn cho các bậc phụ huynh phòng tránh Covid-19 cho trẻ. Thứ nhất, không đưa trẻ đến trường nếu phụ huynh hoặc trẻ là F0, F1 đang trong thời gian cách ly tại nhà và bé có biểu hiện sốt, ho, khó thở v.v. Phụ huynh phải thường xuyên liên lạc với chủ nhiệm lớp và hội trưởng hội phụ huynh để nắm tình hình dịch bệnh ở trường. Thứ hai, đeo khẩu trang cho phụ huynh và cho trẻ. Phụ huynh nên chuẩn bị khẩu trang dự phòng cho con để thay thế khi cần thiết, đồng thời dặn con luôn đeo khẩu trang đúng cách khi ở trường. Thứ ba, hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn vào các thời điểm. Trước khi đến trường, sau khi về nhà, sau khi tay bẩn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Rửa tay theo hướng dẫn của nhân viên nhà trường. Lưu ý nên trang bị cho bé thêm dung dịch sát khuẩn mang theo khi đến trường. Thứ tư, dặn con súc miệng và xịt mũi bằng nước muối thường xuyên. Bố mẹ có thể chuẩn bị pha sẵn các chai nước muối để con mang đến trường, hoặc cũng có thể chuẩn bị các lọ xịt hồng, nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý 5-6 lần một ngày để làm sạch, làm ẩm niêm mặt mũi. Thứ năm, đảm bảo con có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và thể dục hợp lý để con có sức khỏe kháng tốt chống lại covid-19. Bé phải được ăn uống hợp lý, bố mẹ có thể tham khảo thực đơn dinh dưỡng của bác sĩ. Ngoài ra, phụ huynh hướng dẫn con tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày, duy trì thể lực tốt. Trẻ phải được ngủ đúng giờ, không thức quá 11 giờ gây ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thứ sáu, kiểm tra giám sát sức khỏe của trẻ thường xuyên. Đo nhiệt độ cho con 2 lần một ngày, mỗi lần đo ở nhiệt kế trong 5 phút đo SPO2 hai lần một ngày. Trẻ nhỏ nên đo ngón chân cái nếu ngón tay không đo được. Thứ bảy, giữ khoảng cách giữa các con. Phụ huynh và giáo viên dặn dò, hướng dẫn các bé trong lớp học cần ngồi đúng khoảng cách, đảm bảo an toàn và học hiệu quả. Tránh để các con chơi đùa mệt quá dẫn đến tháo khẩu trang trong khi chơi đùa. Thứ tám, hạn chế trẻ tiếp xúc, dùng chung các đồ vật. Bố mẹ nên chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập, các vật dụng cá nhân, tránh tình trạng thiếu dẫn đến con phải mượn bạn và dụ chung. Hướng dẫn trẻ bỏ các thói quen xấu như cắn ngậm bút kỳ học, không đưa tay lên mũi miệng. Sát trùng mặt bàn học và các dụng cụ học tập. Thay quần áo mỗi ngày khi con đi học về. Thứ 9, phụ huynh phải phối hợp với nhà trường, gia đình cần thực hiện những hướng dẫn của nhà trường trong phòng chống dịch COVID-19. Và thứ 10, đưa bé đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ và đúng độ tuổi theo yêu cầu nhà trường và y tế địa phương. Liên quan đến việc đưa trẻ mầm non đến trường, theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa, sau khi thành phố tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, từ tình hình thực tế, Sở sẽ lên phương án cho trẻ mầm non đến trường, trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét. Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, chiều ngày 11 tháng 2, bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Đến nay, tỷ lệ học sinh và giáo viên nhiễm COVID-19 chỉ chiếm 0,4% trên tổng số học sinh Hà Nội. Các trường hợp này chủ yếu là lây nhiễm trong cộng đồng, không phải trong các cơ sở giáo dục. Từ đó, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất các quận huyện, thị xã quan tâm trang bị các máy đo thân nhiệt tự động và đặc biệt là kit test nhanh cho phòng y tế các trường. Về lộ trình tiếp tục đưa học sinh quay trở lại trường, bà Trần Lưu Hoa thông tin Sở đã có văn bản báo cáo thành phố, nếu dịch diễn biến giảm, công tác phòng chống dịch đảm bảo, thì từ ngày 21 tháng 2, học sinh lớp 1 trở lên sẽ đi học ở các quận nội thành. Tiếp đó, sau khi Hà Nội triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi, Sở sẽ đề xuất phương án cụ thể cho học sinh mầm non đi học. Như vậy, trẻ mầm non có quay lại trường học hay không phụ thuộc rất lớn vào công tác tiêm chủng thực tế cho nhóm trẻ dưới 12 tuổi. Do đó, chính quyền và nhà trường cần lưu tâm nhiều hơn về vấn đề này, chuẩn bị sẵn sàng các phương án an toàn để phụ huynh an tâm đưa con đi học. Trước tình hình trẻ em ở mọi độ tuổi đang đi học trực tiếp hoặc sắp trở lại trường, một trong những vấn đề được các bậc phụ huynh quan tâm nhất là tác động của virus corona đến trẻ em như thế nào so với người trưởng thành. Liệu trẻ không có tiền sử bệnh tật, ốm yếu thì có an toàn trước COVID-19 hay không? Mời quý vị các bạn cùng chúng tôi theo dõi lời giải đáp từ các chuyên gia y tế. Trong báo cáo hồi giữa tháng 1 năm 2021 của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở nhóm tuổi dưới 17 là 0,34% trong tổng số ca tử vong, tương đương khoảng 130 trẻ, trong đó tỷ lệ tử vong ở nhóm trẻ từ 0 đến 2 tuổi là 0,19% và từ 3 đến 12 tuổi là 0,06%, còn từ 13 đến 17 tuổi là 0,09%. Bác sĩ Nguyễn Thành Lê, trưởng khoa Nhi bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết trong số 4 trên 30 ca nhi diễn biến nặng phải thở oxy, trong đó có hai trường hợp có bệnh nền, ung thư máu, hai ca còn lại là từ 12 đến 13 tuổi ở Hà Nội. Tiền sử khỏe mạnh nhưng vào viện đã suy hô hấp, mặc dù trước đó các trường hợp diễn biến nặng lên chủ yếu là các bé mắc bệnh lý nền nặng như thận mãn tính, ung thư, béo phì, vân vân. Theo các bác sĩ, số trẻ mắc Covid-19 nặng chưa quá nhiều nhưng biểu hiện bệnh lại khá đa dạng, khó xác định và không giống ở người lớn, có trẻ không có triệu chứng đường hô hấp mà lại có triệu chứng ở não hay tim hoặc dấu hiệu giống các bệnh khác. Do đó, các bậc phụ huynh dễ nhầm lẫn, bỏ sót và đưa con đến bệnh viện muộn. Trên thực tế, khoa hồi sức tích cực chống độc từng tiếp nhận và điều trị bé gái 34 tháng tuổi mắc COVID-19 bị viêm màng não, co giật phức tạp, phải lọc máu, thở máy. Chia sẻ với những lo lắng gia tăng ca nhiễm ở trẻ ở các bậc phụ huynh khi con em trở lại trường hợp trực tiếp, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho hay, tỷ lệ bệnh nhi mắc COVID-19 chuyển nặng chiếm phần rất nhỏ, nhưng khi xảy ra tình huống sâu nhiễm lớn đột biến thì con số tuyệt đối sẽ trở thành lớn. Chưa kể, một vài hệ lụy có thể xảy ra như vòng lây nhiễm khi trẻ có diễn biến nhẹ, mang bệnh về lây cho người cao tuổi, nguy cơ cao, người nhỏ tuổi hơn, bệnh nền, phụ nữ mang thai vân vân mà chưa tiêm vaccine. Theo bác sĩ cấp, có hai nhiệm vụ quan trọng để hạn chế khả năng tăng nặng bệnh ở trẻ. Thứ nhất, Đảm bảo trẻ diễn biến nhẹ phải được chăm sóc đầy đủ ở tầng thấp, phát hiện sớm diễn biến nặng, lực lượng y tế cơ sở phải đảm nhiệm được. Điều này sẽ giúp giải quyết tình huống gia đình khi có trẻ thành F0 rất dễ lo lắng, lúng túng và nhu cầu đi bệnh viện trong khi điều đó không cần thiết với trẻ mắc nhẹ. Thứ hai, việc nâng cao năng lực điều trị ca bệnh nặng rất cần thiết, vì thực tế số ca bệnh nhi diễn biến nặng ít nhưng số cơ sở hồi sức nhi tuổi nhỏ cũng rất ít. Vì chuyên gia này nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực điều trị nhi khoa, chuyển giao kỹ thuật. Các chuyên gia y khoa lưu ý, ngoài béo phì, nguy cơ chuyển nặng sẽ tăng với trẻ em mắc bệnh lý nền như tim mạch, đái tháo đường, ung thư vân vân. Lãnh đạo Bộ Y tế đặt ra vấn đề tăng cường bảo vệ bệnh viện nhi, khoa nhi, đặc biệt là nhóm sơ sinh. Dù điều này không mới bởi vì khi Covid-19 tấn công mạnh vào đây, sẽ không khác nhóm bệnh nhân thận nhân tạo, ung thư hay hồi sức cấp cứu hiện tại có rất ít cơ sở chăm sóc tốt cho nhóm sơ sinh đặc biệt là trẻ sơ sinh nặng điều này sẽ dồn áp lực lên các cơ sở chính như bệnh viện nhi trung ương bạch mai hay khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới